Cô gái cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2022, người đẹp Hồ Thị Yến Nhi gây chú ý ở Hoa hậu Việt Nam 2022 với chiều cao 1,79m, phong cách trình diễn ổn định. Hồ Thị Yến Nhi cao nhất trong top 35 thí sinh vào chung kết. Cô nói bản thân từng tự ti với chiều cao vượt trội. Năm học lớp 8, Yến Nhi cảm nhận vóc dáng thay đổi rõ rệt, mỗi năm cao thêm 1-2cm, lớn hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Lúc chụp ảnh, giao tiếp cùng bạn bè cô thường khom người. Thay vì gọi tên, mọi người gọi Nhi bằng những biệt danh như cò, hươu cao cổ, cây sào. Tôi từng khá ngại vì không muốn bị chú ý nhiều bởi chiều cao, nhưng sau này tôi nhận ra đây là điểm mạnh của mình. Tại Hoa hậu Việt Nam, tôi nghĩ chiều cao ấn tượng sẽ không quyết định việc tôi có thể tiến xa hay không, nhưng chắc chắn là điểm cộng. Cô nói, người đẹp sinh năm 2003, là sinh viên ngành quan hệ quốc tế, Đại học Huế. Cô có số đo 76-61-89cm. Yến Nhi trình diễn mẫu đầm tôn dáng ở phần thi thời trang trong trung khảo hôm 26 tháng 11, ấp ủ thi sắc đẹp từ khi học cấp 3, đây là lần thứ hai cô dự thi Hoa hậu. Trước đó, người đẹp vào top 20 Miss World Việt Nam 2022. Theo Yến Nhi, việc tham gia thi Hoa hậu mang lại nhiều cơ hội cho bản thân. Cô được gặp gỡ những người tài năng, khám phá khả năng tiềm ẩn của mình. Cô muốn trở thành một người phụ nữ thành công, tự tin, độc lập, làm chủ cuộc sống. Người đẹp trình diễn áo tắm ở đêm trung khảo. Chiều cao 1,8m giúp cô nổi bật khi catwalk. Trước đó, cô có kinh nghiệm làm người mẫu khi từng trình diễn ở lễ hội áo dài Huế 2020, đêm thời trang áo dài và điện ảnh thuộc khuôn khổ liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Yến Nhi tự nhận điểm mạnh của cô là tính cách hài hước, sự chăm chỉ cầu tiến. Yến Nhi yêu thích múa. Cô thể hiện khả năng vũ đạo trong vòng thi Người đẹp tài năng. Hôm 22 tháng 11, Yến Nhi thể hiện hình ảnh giàu năng lượng trong một hoạt động bên lề. Cô gái Huế được người thân, bạn bè, nhà trường ủng hộ thi Hoa hậu. Trước đó, cô tham gia nhiều lớp học năng khiếu, trải nghiệm các hoạt động xã hội để trau dồi kỹ năng. Hoàn thiện bản thân, người đẹp rèn catwalk, giải phóng ngôn ngữ cơ thể ở lớp học người mẫu. Yến Nhi nói cô muốn trở thành phiên bản tốt hơn của mình tại cuộc thi. Người đẹp 19 tuổi đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra ngày 23 tháng 12 ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra trong 3 tháng, từ tháng 10 đến 12. Giám khảo cuộc thi gồm nhà báo Lê Xuân Sơn, trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo, nhà thơ Trần Hữu Việt và nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc đồng phó ban giám khảo, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Á hậu Thị Vân, Hoa hậu Tiểu Vi, Bảo Ngọc. Giải thưởng tiền mặt của Tân Hoa hậu dự kiến là 350 triệu đồng.